chứ mình cũng không được, chưa có điều kiện để sở hữu một chiếc đạp bike này. Nếu có điều kiện là mình sẽ mua một chiếc đạp bike này về mình độ, mình chơi, mình nghiên cứu. Mình cũng hiện tại vẫn đang đi chiếc hài lòng với chiếc VinFast Felix của mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Anh em có nhu cầu độ đạt bike liên hệ QT Moto nhé. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog, Quân Béo Moto Hà Đông. Hôm nay sẽ review cho anh em con xe điện. Xe điện lên cực kỳ là nhiều đồ chơi luôn. Con xe điện này là của Đạt Bike Quantum nhá. Con này ấy, nó còn có thêm cái bản độ nữa là gì? Kỷ niệm 100 xe ấy. Con đấy là con bản rồng đấy, giống mấy anh em Vespa ấy. Chế độ chạy thay đổi này, Sport này thì cực kỳ là điên rồ rồi. Chế độ D này là chạy là bình thường này, khá là mạnh. Đấy, đây là tất cả thông tin là pin, ECU rồi các thứ. Và con này là giữ nháy 2 giây là R. Là giống như anh em nào đang sở hữu ô tô ấy thì các bạn sẽ biết là gì, là xe lùi. Đấy, có cả số lùi luôn. Con này thì là một chiếc đạt bike đã lên được rất rất nhiều đồ rồi. Đấy, một trong những chiếc đạt bike lên đồ chơi rất là nhiều. Con này không hề rẻ đâu anh em. Nếu anh em bỏ tiền mua thì nó khoảng tầm 50 triệu, hơn 50 triệu, gần 60 triệu. Đấy thì anh em sẽ, nhưng mà đăng ký thì các bạn chỉ mất rất ít tiền thuế, 2 triệu tiền biển. Vì là đạt bike này bóc tách là tiền xe riêng và tiền pin mua riêng. Nên là cái giá trị xe nó giảm bớt, nó dưới 40 triệu. Dưới 40 triệu nên là biển về biển Hà Nội anh em chỉ mất có 2 triệu thôi. Đấy, con này đi xe điện, đi bộ nhông xích nhá, giống con... VinFast Theon. Đấy, còn con này là con đạt bike Quantum. Đi khá là mạnh. Và cái tiền này thì anh em đừng nghĩ là xe đạp xe máy điện này nó rẻ nhá. Con này nó không hề rẻ, con này bằng con SH luôn anh em, bằng SH1 đập thùng luôn đấy. 60 triệu. Đấy, 60 triệu cho một chiếc full hết giấy tờ ra giá biển luôn cho một chiếc đạt bike. Đấy, lốp thì đi loại bình thường. Lốp đa phần là nó sử dụng cái lốp của giống của SH nhưng nó nhỏ hơn, cùng size 16. Thì con này đa phần anh em thay của Michelin. Hôm nay sẽ cho anh em xem một con xe mà độ rất rất nhiều đồ chơi. Ngay cái bao tay này thôi, Moto Garage Review 1.170.000. Đấy. Anh chủ xe nhá, chưa hết đâu. Còn khủng thế này. Thay luôn bộ tay phanh này của đạp bike bỏ ra và thay vào bộ SH. Đấy, con này là của SH. Đấy, của SH. Lắp thêm bình dầu, bình giếc các thứ ấy. Tay phanh đánh phiếc đồ chơi rất là nhiều. Chưa hết đâu, phanh trước phanh sau cũng lên luôn. Con này bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất là cái gì? Là bộ phanh ABS. Đấy, là xong. Đấy, đây là một chiếc
part đã làm rồi, nhưng mà đang làm bộ khác nó cầu kỳ hơn. Part này là mới là part cắt để test thử thôi, để đo cái kích thước của nó thôi. Còn cái bộ chuẩn của nó thì sẽ về theo vài ngày nữa. Vì là tại sao? Vì con này nó một mình nó kiểu nó chưa giống với part nào cả. Thì đây là đang cắt cái part để anh khách anh đi trước đã. Thì bộ này là mình sẽ cắt cầu kỳ hơn và anốt nó về màu đen. Đĩa là đĩa của TV6 luôn. Đấy. Đằng sau cũng vậy nhá. Đằng sau cũng vậy luôn. Đằng sau cũng lên con part heo của ấy luôn. Đấy, part heo đằng sau cũng lên heo MSZ luôn, một cặp MSZ billet. Đấy các bạn thấy không? Con này rất là rẻ. Con này thì nó là tất cả mọi thứ đều giống Brembo, nhưng nó là hàng của Đài Loan sản xuất MSZ, anh em Sài Gòn chơi rất là nhiều. Ok, mình sẽ review cho anh em một con Quantum đạt bài lên full đồ chơi luôn. Đầu tiên thì các bạn biết rồi đấy, một chiếc xe điện này thì nó đi nó sẽ là bảo vệ môi trường rồi các thứ. Anh em có thể search thông tin về chiếc đạt bài này trên mạng. Hôm nay mình sẽ chỉ nói đến về đồ chơi thôi. Đầu tiên thì những cái bộ màu mè hơn thì là đây, con này mốt là màu đen đỏ. Tức là chủ xe muốn thay một cái đi chơi hai tông màu chỉ là đen đỏ thôi, nên cái này là mốt led về màu đỏ, giống như mốt con SH thôi, mốt led về màu đỏ. Con này chạy mạch này để làm gì? Để lấy được cái hiệu ứng là xi nhan. Đấy, đổi màu. Anh em có thể chỉnh với nó về màu đỏ, chỉnh về nhiều màu, chỉnh về màu xanh, màu tím, màu vàng, cái màu gì anh em chỉnh được. Nó rất là nhiều áp chạy. Đấy, các bạn thấy nó đang đổi này. Đấy, nó cứ đổi đi đổi lại, đổi đi đổi lại liên tục. Và lời chào nó khác. Và con này là dùng có thể dùng bằng điện thoại để mở, hoặc là dùng cái thẻ này cũng được. Đây thẻ. Đấy, cất vào đây. Đồ nhựa con này thì mình hơi chê một tí thôi. Đồ nhựa thì nó không được xịn như đồ nhựa của Honda. Đấy. Nhưng mà khít lắp rất là nhiều bằng lẫy. Đấy, để cho nó nhẹ xe. Đây, tổng phanh thì như mình nói ban đầu ấy, tổng phanh là mình chủ xe đã thay cặp của SH, nên là mình thay nắp bình dầu của Hot Time luôn. Đấy, một cặp nắp bình dầu Hot Time luôn. Tay phanh thì CF Moto 1.850.000 rồi, anh em biết rồi đúng không? Tay này chuẩn cho SH 150, 125, 350. Đấy, tay CNC rất là ngon luôn. Tiếp theo nữa là gì? Là cặp gương. Úi dồi, High Rider. Con này là Quality High Rider. Con này cặp này mấy triệu ấy. Đắt phết, đẹp vai luôn. Sổ hồi. Cặp gương mấy triệu luôn, cặp gương. Chưa hết đâu anh em, bao tay cũng 1.170.000. Gù carbon. Dàn heo. Mình trở lại dàn heo. À chưa, tiếp theo nữa là dàn thụt nhá. Đấy. Đây, cái này là thụt, là anh khách anh sử dụng con Profender chính hãng của Thái Lan. Đấy, thì các bạn biết là gì, Profender này rất là chuộng rồi. Con này thì lắp được cho SH350, SH150, rồi nó rất nhiều mã Airblade, rồi các thứ đều có. Thì con này là con Profender của Thái Lan. Khi lắp ấy, thì sẽ phải khoét một tí nhựa đây thôi. Đấy, khoét một tí nhựa đây, nó bị cấn ở cái nắp bình dầu. Và con này nó có tăng chỉnh này, bị bao đủ hết luôn. Đấy, Profender mà chỉ có mấy triệu thôi, rất rẻ, không quá đắt. Anh khách thì anh đang chờ đặt bộ nhông CNC của MREP về, nhông nhôm cho nó nhẹ xe. Thì bộ nhông nó đang chờ về. Cái cần chân này thì mình nghĩ là giống cần chân của Honda, Honda Yamaha. Cái này rất là đơn giản thôi. Nếu lúc nào mà rảnh thì thay. Đặc trưng của con xe điện này anh em nhé, đừng sạch quá. Tốt nhất là cứ ví dụ anh em đi xe máy thì một tuần rửa 4-5 lần. Con này anh em chỉ một tuần rửa khoảng tầm 2 lần, một lần là ok rồi. Bẩn quá đôi khi nó tốt. Đấy, về dàn heo thì đây, mình lại lên con heo của MSZ. Đấy, MSZ lên heo này, cái bộ part CNC đang chạy để lắp lên chuẩn. Đây là part zin này, nối thêm điểm này để lấy mẫu ra khi mà mình cắt ra là mình cắt nguyên khối luôn. Một bộ part nhôm CNC đang chờ về. Part về cái là mình anode màu đen các thứ về là chỉ ráp lên xe thôi. Đấy, là heo billet 10MZ. Con này mấy triệu một con, rất là rẻ, ngon, bộ rẻ, bảo hành 1 năm luôn nha anh em. Anh em Sài Gòn chơi con này rất là nhiều rồi, thì không cần phải review cho anh em về chất lượng nữa. Đấy, các bạn nào có điều kiện tài chính thì các bạn chơi Brembo billet. Con này thì nó còn đẹp hơn cả con Brembo đúc luôn nha anh em. Đấy, rất đẹp luôn, 10MZ. Con heo trước, dây dầu thì đi dây dầu heo. Tổng phanh thì anh em khuyên anh em là nên đi con tổng phanh của SH trở lên, hoặc là bạn đi có thể đi Brembo 10
5, 10, Brembo 15, 16. Hoặc là nếu mà anh em lên ABS nữa thì lên lên con Brembo 15, 15 hoặc 16 là vừa đẹp. Còn nếu mà anh em nào mà lên heo 4 pit thì lên con hẳn con 17 luôn. Đấy, dây dầu, heo, thụt cũng khá đẹp. Thụt thì mình giống giờ thấy giống thụt Honda. Đĩa phanh thì sử dụng đĩa của TQ6 thép đen. Đấy, một sản phẩm mà rất là nhiều anh em trong Sài Gòn lựa chọn rồi, ưa chuộng rồi. Lòng thì CNC T651, còn đĩa thì là sử dụng đĩa thép đen. Đấy. Size của nó là size 267 này anh em. Đấy, size 267. Con này mình nghĩ là chân 4 chân này là của chân Honda. Quá trời luôn đồ nha. Một cái bản độ này lên là cũng mấy chục triệu đấy anh em. Tổng phanh này, dây dầu này, heo này, tay phanh, tay côn này. Vì là tại sao anh khách thì sử dụng full đồ real. Cũng mất mấy chục triệu cho một chiếc xe điện. Nhưng mà cá nhân mình thấy là gì, đi khá là nhẹ nhàng và hay. Điều mình thấy là gì, nó hơi bị bốc quá thôi. Nên là đi lúc tắt đường các thứ thì nó sẽ kéo ga lên xuống, nó sẽ hơi bị mệt. Nhưng mà nếu mà để mà đi hàng ngày thì mình thấy là rất là ok. Đi đường đường thoáng vừa tầm ấy, đường vẫn di chuyển được chứ nó không bị tắc thì nó đi sẽ ok đấy. Nhưng mà đấy là cả cái cảm nhận gọi là cá nhân mình thôi. Mình đi lúc ngắn thôi.